Em chào mấy anh ha. Thì nãy sơn hai cái chậu mét ha, hai chậu mét chét một mét cho ông anh mấy anh. Sẵn quay clip cho mấy anh coi chơi. Ông kêu sơn màu gì nhỏ? Màu đỏ, đỏ chu á, cái này này ấy giờ đỏ chu cái hả, giống như cái bát chét cái 60 hả? À, cái chậu này ông anh ông kêu sơn màu theo ý ổng, sơn màu đỏ chu nha mấy anh, đỏ chu đô phin. Giờ lót kìm anh, kệ cái lon lót kìm thảy đây mà, lấy lon đó khui ra. Giờ lót kìm luôn mấy anh, nó lót được cái kia kìa. Sẽ lót kìm xám đô phin rồi mấy anh. Phải giá 1 mét mấy anh. Mấy cái này lúc trước là em sơn chơi, bằng sơn ok. Giờ phải lót kìm lại hết cho nó đỡ hút sơn. Sẽ lót kìm xám đô phin nha mấy anh. Kìm xám đô phin 79 ngàn ký mấy anh. Lót kìm ok, lót kìm trong suốt ha, nó khô lại trong suốt. Vì nó không có thêm tinh màu, còn lót kìm đô phin này thêm xíu tinh màu vô cho nó có màu xám xám. Trời, ông pha nước ghê không? Nước đâu? Chậu này để lâu lắm rồi. Mấy tháng à? 4-5 tháng rồi ha. Ba tháng. Anh lót kìm kỹ vô thì mấy anh đỡ bị tốn cái sơn phủ. Cái sơn phủ thì thường nó hay mắc hơn cái lót kìm. Đó là mấy anh mà không lót kìm thì nó dễ bị hút cái sơn phủ vô, nó lệch cái màu đi, nó sai cái màu. Sau này nó sẽ có nhiều hiện tượng lắm. Về lâu về dài nó sẽ không bền lắm. Tất cả sơn nước nào cũng đều vậy hết đó mấy anh. Thằng ok là hầu như là cao cấp nhất thị trường, tích hợp tất cả mọi tính năng. Nhưng em vẫn khuyên anh em nên lót kìm. Bản chất là mấy anh em không cần lót kìm thằng ok cũng được, không cần phủ cái bóng được, nhưng mà em đã gặp hiện tượng rồi. Khi mà mấy anh sơn lên cái chậu tròn mà chậu quay á, mấy anh sẽ thấy cảnh. Nhưng anh em mà không lót kìm lên chậu đó sẽ thấy cảnh ha, nó sẽ lột á. Bất kể anh sơn hãng nào cao cấp cỡ mấy luôn, không lót kìm cái chậu tròn nó lợi hại lắm mấy anh. Còn mấy chậu này dễ, còn mấy cái chậu tròn á lợi hại lắm mấy anh. Thấy nó vậy á, sơn lên tào lao là lột chết luôn á. Em hay tư vấn với anh em là phải lót kìm á. Còn đô phin thì càng lót kìm càng tốt nha. Nó hệ giá rẻ mà nó lót kìm cho nó bền thôi. Ok nó cũng bóng sẵn luôn nha. Rồi thì lót kìm xong rồi mình sơn màu đỏ lên. Để khô đi mới sơn lên được nha mấy anh, để tầm 2-3 tiếng gì nữa nắng á. Cho nó khô đi rồi xíu mình sơn màu đỏ chu lên. Rồi giờ lót kìm nó khô nha. Giờ lót kìm nó khô rồi sơn nền cho ảnh bằng màu đỏ chu. Ảnh đòi sơn màu đỏ chu, sơn giả đá màu xanh đá đỏ nha, xanh đá đỏ ruby á, đỏ chu ha, đô phin ha. Đây. Đó. Đây. Rồi. Giờ lắc đều lên khui ra sơn nền lên nha, để xíu nữa khô tạo đá trắng đen lên. Rồi, giờ pha sơn nha mấy anh. Pha xíu nước vô để phun cho nó đừng có đặc quá, nó nghẹt súng nha mấy anh. Đỏ chu đô phin này 95.000 ký nha mấy anh. Trời nắng dữ ta. Rồi ly đó chắc hết pha tiếp. Hai cái này mét lận. Hết pha tiếp. Hết pha tiếp nha, quậy đều lên nha mấy anh, quậy đều lên rồi phun. Rồi, phun từ bên này đi. Nãy phun lót kìm được tiếng mấy rồi đó mấy anh, tiếng mấy gần 2 tiếng rồi nè. Này bạn em nó sơn trước. Màu này cũng dễ lấp. Mấy anh lót kìm rồi á, mấy anh chỉ cần sơn một lớp lấp hết là được, lấp hết bề mặt là được. Màu này dễ lấp á, lần ngoạn cũng không hao lắm đâu, đúng không? Ngoài dễ lắp lắm nha. Đi qua nước lắp hết trơn.
nó khô lại nó sẽ tối lại một xíu nha mấy anh. Sơn nước là vậy á, sơn nước nó khô lại nó mới đúng màu. Thường cái màu mấy anh pha với nước á, nó sẽ tươi ra, mà mấy anh sơn xong á, nó khô lại nó sẽ tối lại một xíu, đúng màu của nó. Đỏ chu thì nó không thể tươi gì được đâu. Này chắc là 1 ly đủ luôn nhỏ ơi. Nè, nãy pha 1 ly đúng không? Chắc 1 ly khả năng là gần đủ luôn á. À, đủ luôn, dư chứ. 1 ly là dư, nửa ly là đủ luôn á. Trong bít còn không? Nặng không? Chắc khoảng hơn 1 ly xíu rồi ha. Lóc kìm rồi nó không hút nữa mấy anh. Không là nó hút vô nó sẽ lồi ra, có những chỗ mà cái rãnh á, cái khe mấy anh, nó sẽ bị mất cái màu, mà cái màu ở chỗ đó nó sẽ sai màu, nó bị răng răng sơn ra. Thấy em chế không mấy anh, em lấy con voi em đổ đặt lên em chế em kê nữa không. Một bít đó là gần đủ, lấy thêm khoảng xíu nữa là đủ, còn có hai mặt này. Lục nhíu như vậy ở Lục đây Lục Ninh hả? À, em thấy chỗ em ở Lục Ninh Bình Phước á, có anh nào dưới miền Tây bán chậu lên chỗ em phải không? Em thấy có đại lý trồng bán cây kiểng á, anh em có chậu của anh nào nè, chắc ở Bến Tre quá. Anh nào ở Bến Tre làm cái chậu lục giác 60 á, lục giác 60 đổ đáy hay sao á, sơn màu nhũ đồng đỏ và nhũ vàng. Em đi ngang em thấy. Có anh em nào bán hai cái đó lên Bình Phước, Lục Ninh Bình Phước thì bình luận bên dưới cho em biết nha. Bữa em đi ngang ngoài đường em thấy cái vừa cái kiển kia có. Nhìn là biết màu nhũ đồng đỏ của em rồi. Nhũ đồng đỏ nhũ vàng 4K. Anh nào sơn chậu lục giác 60 đổ đáy á. Thì cái vừa cái kiển đó là người Bến Tre. Thì mấy anh chị đó là người Bến Tre hay nhập cây giống với cái mơn á, cái mơn chợ lách á, thì chắc chắn là mấy anh với Bến Tre làm rồi. À, nửa ly mấy anh, nửa ly trên đó, một cái chậu bới két 1 mét này nè đó, nửa ly này. Một ly này uống nước á, một ly uống nước này 400ml nè. Ly 400ml này sơn, nếu mà sơn quen như bạn em nha, bạn em thợ sơn, sơn quen thì chắc được hai cái chậu bới két 1 mét. Một lon thì khả năng là sơn được khoảng 4 cái mấy, nếu mà mấy anh sơn dày thì tầm 4 cái. Còn sơn mà vừa đủ á, nếu lót kìm vô đầy đặn á, sơn vừa đủ thì chắc được tầm khoảng 4 cái rưỡi 5 cái. 4 cái rưỡi 5 cái 1 mét nha, bát giác 1 mét, 8 mặt. Ơi xíu nữa tao về ăn cơm, mày khô để khô mày tự tàu hạt thôi nha nhỏ. À, hạt đen hạt trắng nha. Hả? Thôi cái khúc đó nó cũng dài mày cứ tự tạo đi. Anh em cũng biết hết rồi ha mấy anh. Để các bạn em là chiều vô rồi sơn cái nền trong, sơn nhũ vàng lên rồi quay toàn bộ lại cho mấy anh coi nè. Xíu xíu mấy anh. Nè, nửa lon là được gần 2 cái. Xíu xíu. Thiếu 2 mặt nữa. Đó. Nói chung là 1 ký màu đỏ chu hệ láng mịn Dauphin này sơn được tầm 4 cái chậu bát giác 1 mét. 4 cái chậu bát giác 1 mét. Trắng màu đen có ở đâu vậy? Trắng màu đen ở trong á. Đặc quá. Khô á, nó khô thì mấy anh tạo hạt trắng hạt đen lên ha. Đó. Tạo lên. Nãy em rút ngắn thời gian em tạo lên trước.
để xíu nữa nó khô để em sơn cái nền trong cho mấy anh rồi phối nhũ vàng lên nó mới nổi lên, phủ keo uống nước rồi lên nó mới đẹp lên lại. Đó, xong hai cái luôn rồi nha, nó tạo hạt trắng hạt đen lên nha. Rồi để xíu nữa sơn cái nền trong rồi nhũ vàng em quay tiếp cho anh coi. Xịt nền vô nha mấy anh, xịt cho lẹ, cái này bự mình xịt được chứ quét cũng hơi lâu, xịt cho lẹ hơi chịu khó xíu. Này em xịt bằng màu nâu hay láng mịn á, bạn em nhờ bạn xịt giùm màu nâu hay láng mịn ha. Nó nói chứ xịt vẫn nhanh hơn quét á, đúng không? Quét nó không đẹp mà nó bị sọc cọ nữa. Rồi giờ sơn nhũ vô mấy anh, để nó khô mình sơn nhũ vô mấy anh. Nhũ vàng vô cho nổi lên, bên kia em sơn rồi kìa. Đó, bên kia em sơn rồi đó. Lấy cọ sơn thôi. Hồi láng mịn này mấy anh sơn nhũ nó dễ lắm mấy anh. Dễ bám lắm, không có trơn nhiều. Thì tôi nhủ xong mấy anh để khô ha, để khô mấy anh phủ keo uống nước cho nó bóng lên, mình làm mới màn sơn lên xíu nha mấy anh, nó sẽ sáng màn sơn lên nhìn nó đẹp hơn nữa. Để nhờ bạn nó tô xíu ha, rồi phủ keo uống nước cho mấy anh coi. Cái nhũ này mấy anh sơn lên nó khô lại nó sẽ sáng lên xíu nữa. Như bên kia kìa, nó sẽ sáng hẳn lên kìa. Giờ phủ keo uống nước lên cho nó bóng lên lại cho mới lên là xong rồi mấy anh. Bảo vệ lại màn sơn luôn mấy anh. Phủ đều hết nha mấy anh, đừng tránh hiện tượng chảy nha mấy anh, tránh ép bóng rồi nó chảy, đều hết bóng đẹp rồi. Khô nó sẽ trong lại nha mấy anh, sao trong lại mà nó ánh lên, nó bóng lên, giờ nó sẽ mới màn sơn. Thì mấy anh phun bóng á, mấy anh xòe, mở cho nó xòe ra, mở xòe cho nó rộng ra, nó sẽ cái sơn nó sẽ ra đều hơn và nó rộng hơn, nó đều mềm mặt hơn, đừng có gom lại quá nó dễ bị chảy sơn. Nó có cái nút nhỏ trên đầu á mấy anh, mở cho nó xòe ra, hơi cũng đừng quá mạnh cũng đừng quá yếu, nó cũng sẽ bị chảy. Rồi xíu nó khô thì em quay kết thúc video cho mấy anh. Rồi nó gần khô mấy anh, bên này nó khô rồi nè. Đó, mặt nó khô rồi đó. Bên này cũng chưa khô lắm. Ok anh em ha, thì em kết thúc video đây cũng chiều rồi.
Đó, bên đó nó khô rồi kìa. Mấy anh nhìn cái màu nó sẽ khác. Nó sẽ tươi lên xíu, nó mới lên xíu, nhìn màu đỏ nó sẽ ra khác. Rồi ok anh em, thì hôm nay sơn hai cái mát giác 1 mét, hai cái mát giác 1 mét cho ông anh. Sẵn qua cho anh em coi chơi. Đó, nãy khô nè. Khô rồi. Nãy khô nè. Bóng rồi nè ha. Mình tránh chảy. Hạn chế chảy. Ok, anh em có mua sơn điều kiện hay nước láng mịn Dofin thì liên hệ em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của em nha. Cái đồ gì ạ?